anh em ở dưới bắt đầu chuyển lên nữa nha các bạn, chuyển lên một xe nữa. Rồi xong hai xe các anh em mình về nha các bạn, về chuyển lúa xuống. Đây, cái cậu lúa, giờ cậu lúa lên nha các bạn, cậu lên dốc này cũng cao nè. Đầy lúa nha các bạn, giờ lên chiếc thứ hai. Đây chiếc Kubota 2000 nha các bạn, cái đèn hơi nhỏ hơn chút. Bây giờ anh em chắc qua xe nha các bạn. Đây là chiếc Kubota 2000 nha. Còn hồi nãy là chắc lên xe kia là chiếc Phẹt nha các bạn, MF165. Là đầy xe rồi nha các bạn. Lúa gạt ở cái láng dưới này nha các bạn. Mới gạt giờ chuyển đi chỗ khác rồi. Đường thế này nhé, lúa
lúa đang phóng nha các bạn. Giờ máy đang chạy nghỉ, giờ mình chạy lúa về nha các bạn, tiếp rồi mình quay ra tiếp. Chở lúa anh tiếp cũng có ăn. Bán có khô luôn nha các bạn. Mùa này nó ít quá thì thành ra mình không có phơi. Máy đang chạy nha các bạn. Chuyển lúa xa có một chiếc con nông chở giờ nữa mình không cây ra nó đang phóng xa nó rồi phóng qua nha các bạn. Giờ sáng mình chuyển lúa về, máy đang chạy lên còn cái bên.